Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2019 của kênh truyền hình VTC14. Mở đầu bản tin là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày hôm nay do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người và bị thương 17 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 3.525 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 36 xe ô tô, 450 xe mô tô, tước 461 giấy phép lái xe. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 320 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc Hòa Bình tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí km 17+100 đường Hòa Lạc Hòa Bình kể từ 0 giờ 0 phút ngày 3 tháng 5 để hoàn thành vốn đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc Hòa Bình và cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BOT. Mức thu cụ thể, việc quản lý và sử dụng số tiền thu được thực hiện theo quyết định tại thông tư số 35 năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó mức phí thấp nhất là 35.000 đồng trên một lượt xe và cao nhất là 180.000 đồng trên một lượt xe. Được biết, dự án đầu tư xây dựng dự án đường Hòa Lạc Hòa Bình và cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai Hòa Bình theo hình thức BOT dài 56 km gồm 2 hợp phần. Tuyến Hòa Lạc Hòa Bình được xây dựng mới dài 25,7 km và hợp phần cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6, đoạn qua Xuân Mai, Hòa Bình dài 30,36 km. Để hoàn vốn cho nhà đầu tư, theo phương án tài chính, dự án được đặt 2 trạm thu phí trên mỗi tuyến đường. Tuyến quốc lộ 6 tại km 42+730 đã thu phí từ năm 2015. Đặt tại km 17+100 chưa thu phí, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến của dự án khoảng 27 năm 6 tháng 9 ngày. Trước đó, đầu tháng 4, do chưa được chấp thuận cho thu phí BOT trên tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình, chủ đầu tư dự án đường này muốn tạm dừng phục vụ. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải không đồng ý đề nghị này và yêu cầu nhà đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đáp ứng điều kiện thu phí để sớm triển khai việc thu phí trên tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 33/2019/NBCP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Một trong những nội dung được quan tâm đó là Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định việc khuyến khích thực hiện xã hội hóa nhằm đa dạng hóa nguồn lực để duy trì, phát triển và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng. Nghị định nêu rõ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải được bảo trì theo quy định. Việc bảo trì tài sản đảm bảo tuân theo trình tự, quy trình, kế hoạch và tiêu chuẩn, định mức nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật của tài sản, đảm bảo hoạt động bình thường và an toàn khi sử dụng, khai thác tài sản. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định áp dụng hình thức bảo trì đối với từng hoạt động bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Trường hợp cần thiết, thực hiện khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo phương thức khai thác với quy định. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan lập đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2019, bãi bỏ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 1/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Dù Hà Nội đã 4 lần thất bại trong phân làn xe máy với ô tô, tiêu tốn hàng chục tỷ đồng, nhưng một báo cáo mới đây lại tiếp tục đề xuất giải pháp làn đường riêng cho xe máy để giảm tai nạn giao thông. Cụ thể, trong dự án xây dựng chiến lược an toàn giao thông đối với xe máy và kế hoạch hành động Một khởi đầu Việt Nam do Quỹ hội nhập Nhật Bản ASEAN tài trợ thực hiện. Đáng chú ý, nhóm tác giả của báo cáo này đề xuất đưa vào luật hoặc văn bản dưới luật quy định về làn đường dành riêng cho xe máy. Nhóm nghiên cứu đánh giá đây là giải pháp quan trọng giúp giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến xe máy. Tuy nhiên, ngay sau đó đã vấp phải sự lo ngại về lãng phí không khả thi từ các chuyên gia. Theo đó, Hà Nội từng 4 lần tổ chức phân làn ô tô xe máy, gồm năm 2003 trên tuyến Kim Mã, năm 2006 trên tuyến Trần Cát Chân Đại Cồ Việt, năm 2009 trên tuyến đường Giải Phóng, năm 2011 trên một loạt tuyến phố như Trần Cát Chân Đại Cồ Việt, xã Đàn, Giải Phóng, phố Huế, Bà Triệu, Nguyễn Trãi, với chi phí trong một tháng đầu là 24 đến 25 tỷ đồng nhưng vẫn thất bại. Bên cạnh đó, với Việt Nam, nếu phân làn phải để tỷ lệ đường cho ô tô và xe máy bằng nhau, thậm chí đường cho xe máy còn phải rộng hơn đường ô tô. Do đó, các giải pháp đưa ra cần phải tính kỹ để tránh lặp lại các thất bại trước đó.
Theo các chuyên gia, giải pháp hiệu quả nhất là phát triển vận tải công cộng. Khi xe buýt, tàu điện đáp ứng được nhu cầu đi lại, người dân sẽ dần từ bỏ xe máy. Khi lượng xe máy ít đi, việc phân làn mới khả thi. Nghiên cứu cũng chỉ trên lý thuyết, với một số đoạn tuyến nhất định đủ chiều rộng, còn giải pháp này khó khả thi cho diện rộng. Chưa kể tai nạn với xe máy chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ, các tuyến đường ngoài đô thị. Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch tuần tra kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, công an các đơn vị địa phương sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ trong cả nước. Kế hoạch được thực hiện từ nay đến ngày 20 tháng 12 năm 2019. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng công an sẽ chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chứa chất ma túy, vi phạm về nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông. Kết quả báo cáo thực hiện, triển khai công tác kiểm soát xe ô tô từ 8 chỗ trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chỉ tính riêng trong 20 ngày trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tức từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2019, đợt 2 từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 182 lái xe dương tính với ma túy. Các trường hợp vi phạm sử dụng chất ma túy sẽ được lực lượng chức năng thống kê, lập danh sách gửi cơ quan, tổ chức, ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó làm việc cư trú. Qua đó có biện pháp quản lý theo quy định và thông báo kiến nghị ngành giao thông vận tải và y tế có biện pháp quản lý công tác khám sức khỏe, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe. 4 tháng đầu năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 1.114 vụ tai nạn giao thông, làm chết 197 người và bị thương 750 người. Điều đáng chú ý, cũng trong thời gian này phát sinh tới 3 điểm đen tai nạn giao thông mới. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính riêng trong tháng 4 năm 2019, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tăng hai mặt về số vụ và số người bị thương, còn số người tử vong giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể là trên địa bàn thành phố xảy ra 1.114 vụ tai nạn giao thông, làm chết 197 người và 750 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước thì giảm 84 vụ tai nạn, giảm 43 người chết và 69 người bị thương. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Trưa ngày 24 tháng 4 năm 2019, trên đường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, camera hành trình của lái xe Nguyễn Thắng đã ghi lại được cảnh tượng khi anh này đang chờ đèn đỏ tại ngã ba thì bất ngờ có một xe ô tô Mazda màu đen mang biển kiểm soát 20A-21595 từ bên đường rẽ sang đi ngược chiều và đỗ ngay trước đầu xe của anh Thắng rồi xuống xe đi vào quán ăn dìa đường. Anh Thắng đã bất ngờ ngỡ ngàng và bức xúc trước hành động của lái xe Mazda. Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, anh Thắng buộc phải đánh lái vòng qua đầu chiếc xe ngang ngược kia để di chuyển tiếp. Công ty cổ phần Pecon vừa trúng thầu gói thầu xử lý nền tại ga ngầm thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội trị giá 132 tỷ đồng. Gói thầu này sẽ áp dụng công nghệ khoan vụt vữa, áp lực cao mới nhất của Nhật Bản. Đại diện Pecon cho biết, do mặt bằng thi công ở Hà Nội chật hẹp, nhiều nhà dân xung quanh nên đòi hỏi kỹ thuật cao và nhà thầu chuyên nghiệp theo thiết kế độ xiên để thực hiện việc khoan vụt lên tới 45 độ và lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Ban quản lý dự án Hồ Chí Minh cho biết, hiện các nhà thầu và tư vấn đã hoàn thành việc khảo sát địa hình, dự kiến đến hết tháng 4 sẽ hoàn thành việc khảo sát địa chất và thiết kế cơ bản tuyến cao tốc Nha Trang Phan Thiết trong công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng. Và mốc lộ giới, các đơn vị đã hoàn thành đúc cọc giải phóng mặt bằng, dự kiến cơ bản sẽ hoàn thành công tác cắm và bàn giao cọc giải phóng mặt bằng trước ngày 10 tháng 5 năm 2019. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật đề nghị các đơn vị gấp rút hoàn thành việc bàn giao giải phóng mặt bằng đúng thời hạn theo yêu cầu của Bộ. Sáng ngày 25 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hưởng ứng chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 133 năm ngày quốc tế lao động, Sở Giao thông Vận tải điều chỉnh giao thông trên đường Đồng Khởi. Cụ thể từ 17:30 đến 21:30 ngày 26 tháng 4, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Đồng Khởi, đoạn từ Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi, quận 1 để đảm bảo chương trình nghệ thuật, lộ trình thay thế hướng dẫn đường Lê Thánh Tôn.
đến đường Tôn Đức Thắng. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Và các bạn, trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thì Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Bộ Công an đã chính thức yêu cầu các đơn vị cảnh sát giao thông, các đơn vị và địa phương phải huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông. Ghi nhận của VTC 14 trên quốc lộ 1 tại tỉnh Hà Nam. Chiếc xe khách mang biển kiểm soát 28B00888, khi lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hà Nam kiểm tra, lái xe xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ liên quan tới phương tiện. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế trên xe, lái xe chở đầy hàng hóa trên khoang chở hành khách. Đây là hành vi vi phạm hiện nay bị cấm, nhưng vì lợi nhuận trước mắt, nhiều doanh nghiệp chủ phương tiện vẫn bất chấp. Khách chả có, đấy, trên xe đúng một người, mà bây giờ nó thật sự cái xe này thì anh nhìn thì biết thế mà. Xe nó xấu quá, chả đi thì cũng nhập được ít hàng để bù dầu mỡ thôi anh ạ. Tuyến này khách khứa có đâu. Tiếp tục kiểm tra chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội Ninh Bình, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện độ thêm đèn vàng cho xe. Đây là hành vi vi phạm có thể gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông ngược chiều vào ban đêm. Vi phạm rõ ràng nhưng lái xe thì có đầy đủ lý do để xin xỏ, để không bị phạt. Vì xe ngoài đường nó đèn nó tối quá, không đủ ánh sáng là nhiều khi mới lại trời sương mù là cái pha sáng của mình là không ấy được sương. Phải em lắp thêm cái đèn vào nhỏ để đi vào trời sương mù thì nó soi khá là sương mù. Cái này thì bọn em biết nhưng mà thử lắp cái lồng nhỏ bên dưới gầm chú ý đất chứ không ngảnh như trên mặt trời xe à. Thì mình chỉ cắm gần một pha gần thôi chứ không trèo thẳng vào xe đối diện. Thông báo với anh là cái phương tiện ấy là anh không được độ thêm hay là lắp thêm những cái đèn led, đèn chiếu sáng để gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của những người đi đối diện hoặc là người đằng sau. Đấy, bây giờ mà anh mà sử dụng cái đèn này nó sẽ rất là chói mắt cho những người, các cái người tham gia giao thông phía trước và phía sau của mình nhá. Đề nghị là anh phải tháo bỏ ngay cái đèn nét này ra nhé. Được biết, dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ lưu ý tập trung tuần tra, kiểm soát và xử lý các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các tuyến đèo dốc, khu vực đường ngang, đường sắt, các địa bàn có các điểm du lịch lễ hội lớn. Cùng với đó tăng cường xử lý các vi phạm về chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, tránh vượt rừng, đỗ không đúng quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, đi ngược chiều, lùi xe trên đường một chiều, đường cao tốc, không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ và ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Bản tin giao thông an toàn thứ 5 ngày 25 tháng 4 năm 2019 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.